Hello, Thư TV trân trọng kính chào quý ông bà cô bác, anh chị em, bạn bè gần xa đang dành thời gian xem video clip này. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần mà cái con bé có cái tên rất là dễ thương là Trà My ấy, nó vẫn còn đang ở Biên Hòa, cho nên trời bên ngoài ấy, vừa u ám mà còn vừa mưa lâm râm nữa ông bà cô chú. Nhưng mà bây giờ cũng đã hơn 10 giờ trưa rồi, cho nên Thư TV á, đang vô bếp chuẩn bị đi nấu buổi trưa nè. Hôm nay thì Thư TV chuẩn bị nấu món canh rong biển với lại đậu hũ trắng. Xong rồi còn điệu đà đập thêm cái trứng vô nữa cho nó ngọt nước đó ông bà cô chú. Hồi nãy là Thư TV mới nêm tí xíu muối với lại bột ngọt, nhưng mà nó vẫn còn cái vị ngọt ngọt chứ nó chưa có đậm đà. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng là Thư TV á, quyết định nêm tí xíu nước mắm vô nữa cho nó có cái vị đậm hơn tí. Mà phải công nhận nha, nấu canh rong biển mà nêm tí xíu nước mắm vô là đúng bài luôn á. Sau đó thì Thư TV nêm thêm tí xíu hành lá nữa nè. Và cuối cùng thì tén tén nồi canh rong biển đậu hũ trắng của mình đã hoàn thành. Còn bây giờ thì Thư TV mời cả nhà cùng xem tiếp clip để xem món thứ hai là món gì nha. Cái này là củ hành tím nè. Còn đây là tí xíu thịt heo nè. Đây là thịt heo ăn chuối nha ông bà cô chú. Còn đây là kim chi Hàn Quốc. Và để cho món ăn của mình ngon hơn, cho nên là Thư TV quyết định là cắt nhỏ cái miếng kim chi ra nữa. Còn bây giờ thì Thư TV đang chuẩn bị nấu món thứ hai nè. Đầu tiên là mình bỏ tí xíu dầu ăn nha, xong rồi bỏ hành tím vô nha. Đợi cho hành tím nó thơm thơm lên tí là mình bắt đầu mình bỏ cái phần thịt heo này vô chảo, xào qua xào lại. Xong rồi đậy nắp dung lại cho cái thịt nó chín mềm. Thư TV cứ nấu thịt như vậy trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau đó thì mở vung ra, rồi mình nêm tí xíu nước tương vô thịt để cho thịt nó mềm và nó có cái vị đậm đà hơn tí xíu. Sau đó thì mình tiếp tục cho cái phần kim chi vô. Phần kim chi này á, khi mà người ta làm là người ta đã nêm nếm ngon lành lắm rồi cô chú ơi. Cho nên á, ngoài nước tương ra thì mình không cần thêm bất kỳ cái gia vị nào hết. Sau đó thì tiếp tục đậy vung lại và nấu trong khoảng 3-4 phút nữa. Trong lúc mà nấu cái món này á, thì mình cứ canh canh nha. Đợi khi nào mà cái nước nó rút nó kẹo kẹo lẫn tí xíu là mình biết là món ăn đã ngon rồi đó. Rồi bây giờ thì rút ra dĩa, cho một tí xíu hành lá nè, rồi rắc một tí xíu mè đen lên nè cho nó đẹp. Bây giờ thì chuẩn bị dọn cơm thôi bà cô chú ơi. Hôm nay á, bữa cơm của vợ chồng Thư TV chỉ có hai món như vậy, nhưng mà mình nghĩ là cũng vừa đủ no rồi đó. Hôm nay trời lạnh lạnh nè mà có một tô canh nóng nè, ăn với lại thịt heo xào kim chi nó cũng vừa cay cay vừa nóng nóng, chắc là sẽ ngon lắm đây. Chào cả nhà, bây giờ thì hai vợ chồng của mình chuẩn bị ăn cơm trưa đây. Mình hay quay video đi ăn hàng, nhưng mà do là một tuần mình chỉ ăn hàng ở ngoài là khoảng 3-4 lần thôi à. Còn ngoài ra là tụi mình vẫn nấu cơm trưa. Phần ăn sáng thì hầu như là một tuần 7 ngày thì cũng khoảng 5 ngày tụi mình đi ăn sáng. Chỉ có những ngày mà tụi mình cảm thấy không có thích ăn bất kỳ những cái món như, chẳng hạn như phở hay là bún riêu thì tụi mình mới ăn bánh mì ở nhà. Với lại do mình thích đi chợ Biên Hòa cho nên trên đường đi ăn sáng thì tụi mình sẽ ghé ngang chợ Biên Hòa để mà mua đồ ăn trưa với đồ ăn chiều. Chứ mình vẫn chú trọng nấu cơm trưa cho ở nhà. Tại vì chỉ có nấu cơm ở nhà thì mình mới biết được là chính xác mình xài bao nhiêu bột ngọt nè, mình xài bao nhiêu phần muối nè, rồi mình không có bỏ đường. Chứ mình ăn ở ngoài á, người ta nấu để ta kinh doanh mà, có nhiều thứ mình đâu có biết được. Còn bây giờ thì mình với ông xã đại nhân của mình sẽ ăn cơm đây. Bây giờ thì Thư TV mời cả nhà cùng ăn cơm chung với Thư TV nha. Biên Hòa còn ảnh hưởng tí xíu siêu của nàng Trà My, cho nên là từ hồi sáng tới giờ á, là trời hơi bị âm u nè, trời buồn hiu à. Thì hồi sáng này lúc 9 giờ còn có mưa nữa chứ, cho nên là mình phải mở đèn lên, chứ từ nãy giờ cái nhà tối hù à. How about this? Do anh xã của mình là người Mã Lai á, cho nên là ảnh chưa biết nói được tiếng Việt. Nhiều khi mà quay clip á, mà mình cũng vô tình thôi, để lọt những cái đoạn hội thoại của mình,
với ông xã của mình đó, thì nhiều khi mình không biết đó là cô chú bác anh chị em bạn bè đó, xem rồi có cảm thấy không có được vui hay không. Nhưng mà Thư TV nghĩ á, bây giờ là cái giai đoạn mà đất nước mình nó rất là mở cửa rồi, trẻ em á, nhà ai á mà có điều kiện á là người ta sẵn sàng chi ra hàng trăm hàng triệu đồng cho con của người ta đi học trường quốc tế để có thể nói được tiếng Anh, thì hà cớ gì mà mình phải quá khắt khe với những người mà người ta nói được tiếng Anh, đúng không các bạn? Đúng không cả nhà? Đúng không ông bà cô chú? Trời ơi, cái món thịt heo á nấu với kim chi rất là ngon luôn á ông bà cô chú ơi. Hay gì ha, hôm nay là mình chỉ nêm cái xíu nước tương thôi á, là mình muốn cho nó đậm đà thôi, chứ thật sự là cái kim chi này á là người ta đã làm vừa miệng lắm luôn rồi á, quá là ngon luôn. Hôm nay là bữa cơm trưa của hai vợ chồng của mình đó là đậm màu màu sắc Hàn Quốc. Món canh này nè là mình coi phim Hàn Quốc đó rồi mình học theo á. Món canh Hàn Quốc á là mình có sử dụng tí xíu rong biển cho nên nó rất là phù hợp để mình nêm á, mình nóng mình nêm tí xíu nước mắm. Còn món kim chi này á là phù hợp, rất là phù hợp để mình nấu mà mình nêm nước tương. Phải nói với tô canh này hả, rất là thanh đạm luôn, mà rất là chất lượng luôn á. Tại vì á, Thư TV nấu, TV không có xài tí xíu dầu ăn nào luôn, mà trong này nó có một cái trứng nè, 2 miếng đậu hũ trắng nè, rồi cái phần giá đỗ mà làm từ đậu nành đó. Ngon tuyệt luôn á. Bữa nào mình thử mình nấu mình đem cho ba mẹ mình ăn thử.